Em xin thân mến chào tất cả anh em nhé. Rất vui khi gặp lại anh em ở video tiếp theo này. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái công việc của mình. Đó là đi bạt ta lui và xúc đất lên xe ô tô các bác nhé. Đấy, thì mình sẽ đi quay cái chỗ mà mình đang làm dở, xong là lát nữa thì mình sẽ xuống. Đây, bây giờ nãy mình vừa mới xúc một xe đầy rồi. Đây, xe bây giờ nó đang bác lái xe bác ấy đang bận nghe điện thoại một chút, thì tranh thủ lên để mình quay cái phần cơ ở phía trên này cho anh em xem. Đó. Bây giờ đây, dưới này thì là mình vừa mới làm xong. Tức là lát nữa đấy là mình sẽ vừa xúc đất lên xe và vừa sửa cái ta luy, chân ta luy này anh em nhé. Đấy, còn cái phía bên trên này thì là cái cơ, thì lúc trước mình có làm một cái bệ ở đây. Đấy, cái chỗ này mình chỗ kia là cao hơn cái mặt đường kia khoảng độ 2,5 m anh em nhé. Thì là bắt buộc mình phải làm cái bệ cao như này, xong là xe để ở những video trước mình có đấy, xe nó ở dưới này mình xúc thả xuống. Đấy, anh em thấy không, mình đã bạt cắt đó, đi vào đến đây thì cái bệ của nó chỉ còn có 2 m thôi. Đấy, anh em nhìn này, vào đến gần nhà đây này, bệ nó chỉ còn có 2 m thôi, thì cái chỗ này thì mình sẽ không làm cái ấy răng được anh em nhé. Đó. Không bạt răng được, đấy, chỉ bạt để cho nó gọi là phẳng phẳng tương đối thôi. Đó, đây nhìn như này. Đấy, khi mà lúc nào mình chuyển cái bệ của mình xuống dưới này, làm nó thấp hơn cái này nữa, thì mình lại tiếp tục ở những cái chỗ này thì mình lại làm cái răng nó xuống được anh em nhé. Đó. Thì đấy, đến như cái chỗ này thì nó to này, chỗ này nó to ra thì mình đứng nó thoải mái thôi, nhưng mà vào cái đằng này nó hẹp ấy, nó hẹp mình không thể nào mình làm cái ấy được. Đi đâu? Đó, không thể nào mình bạt thẳng nó xuống được. Đấy, bây giờ thì là những cái chỗ này thì lát nữa mình hạ thấp cái chỗ bệ của mình xuống này, hạ thấp xuống khoảng độ 1,5 m nữa hoặc là 2 m cũng được. 2 m mình đứng thì là mình với là vấn đề chỗ này anh em nhá. Đấy, lúc đấy là cái bệ ở chỗ này mình to rồi, mình có thể đứng sát vào mà mình bạt ở trên đỉnh này vẫn ok. Đó. Đấy, bây giờ đi ra đây là chỗ này này. Đấy, phía trên kia nó rất là cao anh em nhé, rất là cao ở phía trên luôn. Đấy, đây cái này thì mình đã vừa đi vừa xử lý luôn này. Đó, thì những cái này thì là đây, anh em nhìn này, cao tít trên kia luôn. Đấy, đầu dưới này cũng thế nhá. Đấy, đầu dưới này nó từ đây mình bạt từ cái góc ngoài này này. Đó, ở video trước là mình bạt ở cái đoạn này. Đấy, đoạn này ra đến đây. Đây, quay như này cho anh em nhìn này. Đó. Đấy, cái độ vát của nó là như thế này nhá. Đó. Thì cái chỗ này thì hiện tại bây giờ là nó đang bị cái bệ máy mình cao quá, mình chưa xử lý được chỗ này anh em nhá. Mai kia là mình bấm xuống nữa là được. Đấy, còn cái đoạn trên kia là bắt đầu cứ thế là ăn vào thôi. Đó. Ok. Đấy, bây giờ mình lên đây. Đấy, xong rồi cứ thế bấm vào đấy nhá anh em nhá. Hôm nay thì tiếp tục mình sẽ để ở góc này, anh em nhìn có rõ không? Hay là mình cho lên trên này? Ok các bác nhá. Đấy, thì mình sẽ để ở cái góc trên cao này. Đây, mình có một cái dán của GoPro thì để nó ở góc trên cao này, thì nhìn anh em nhìn thấy cái đằng trước này nó sẽ rõ này. Mình đội ở đầu thì nhiều khi là nó hay bị mắc cái phần mái ở phía trên đấy các bác. Đó. Đây, mình để nó như này cho anh em nhìn nó rõ. Tức là bây giờ mình nhìn gần thì anh em thấy cái vệt răng của nó sẽ không được đều nhau lắm đâu, nhưng mà trên thế này là nó tương đối rồi anh em nhá. Đó, lát nữa thì mình sẽ xuống đây, mình bắt đầu mình lấy mặt bằng ở phía dưới này. Đấy, và kết hợp luôn là làm cái cốt ta lui này. Cái cốt này ở dưới nó còn khoảng độ gần mét nữa anh em nhá. Gần mét nữa thì lúc nào mình xuống dưới thì mình sẽ bấm xong là mình lấy cái chân của cái ta lui luôn. Này thì cứ xỉa xuống đây thôi. Xong rồi cái này thì cái bệ này thôi, làm cái bệ này xuống thôi, san ra để làm cái bệ. Đấy, nhưng mà do là xe thì nó bây giờ nó phụ thuộc vào cái xe nữa, xe nó đi vào cái phía trong kia thì nó tranh thủ là nó đi xa ấy. Đấy, mình dỗi thì là mình xúc đất lên thì nó sẽ hợp lý hơn. Đó. Đến làm một chút nhá. Xúc luôn. Từ cái bên này của mình xuống đến mặt bằng thì nó rơi vào khoảng độ là 1 m, khoảng 1,2 m các bác nhé. Lùi lại một chút để cái xe nó hơi bị hơi mắc. Đây, vét ở cái trong chân này trước này. Tranh thủ cái phần nó lồi ra đây lúc nào mà tranh thủ xe nó buổi sáng ấy, đầu giờ ấy là xe chưa đến thì mình sẽ tranh thủ mình sửa một chút thôi, xong rồi xúc để lên xe thôi. Như vậy thì nó sẽ rất rất là hiệu quả, nó không bị mất thời gian.
Thì cái mặt bằng ở phía dưới này mình sẽ lấy âm hơn so với mặt đường là quãng độ 20 phân anh em nhé. Bởi vì là cái mặt đường bê tông này này, chỗ này là nó đang lồi lên rất là cao và đi vào phía trong kia thì nó lại thấp xuống. Thế vì vậy là mình sẽ lấy cho nó âm ở cái đoạn này xuống thì vào đến trong kia thì nó bằng là vừa. Nó bằng cái nền bê tông là vừa. Xe này thì nó chở được cái khối lượng nó tương đương nó khoảng 4 khối anh em nhá. 4 khối đến 4 khối rưỡi gì đó. Đấy, bằng cái thành thùng kia. Nhưng mà bây giờ nó có ngọn lên một tí ấy. Khi mà nó có ngọn lên một tí thì nó sẽ hơn một tí anh em nhá. Nó ví dụ nó khoảng 4 khối rưỡi 5 khối gì đó. Như cái này thì nó mình đổ ở trong bãi cho nên mình cứ xúc nó đẩy tẹt ga lên không ảnh hưởng gì anh em nhá. Nhưng mà nếu mà chở ra đường bê tông hay là đi ra chỗ đường mà nó liên quan đến giao thông ấy, thì mình không chở đầy, là mình sẽ chở bằng cái thành cao hơn cái thành một tí thôi. Nhưng mà ở trong cái đường bê tông thì mình sẽ chỉ chở nó ở trong cái đoạn ấy này của mình thì mình chở nó đầy một chút để cho nó đạt chuyến rồi đó. Ok nhá, đi. Do là cái còi xe của mình nó bị hỏng nên là toàn phải còi bằng mồm thôi. Đó, bây giờ mình sẽ lùi lại để mình sửa cái phần tao ly này nhá. Đây, phần tao ly này thì nó sẽ liên quan đến cái lốp răng. Đấy, nó liên quan đến cái lốp răng của mình. Cho nên là mình phải căn cái ben cũng như là các cái ấy cho nó chuẩn. Đây là uống vào xem cái chỗ nào răng nó vừa này. Do là mình làm nó nhiều ấy quá, nó nhiều cấp khác nhau quá cho nên là cái thì ra cái thì vào ấy kìa. Đấy, bắt buộc là bây giờ là phải tìm được cái răng nó phù hợp. Đấy là chỗ này vẫn không được, vẫn không có răng phù hợp với này. Rồi cứ lấy lốt răng mới đi anh em ạ. Đây. Ở dưới thì nó có thể nó lệch nhưng ở trên thì cho nó đi theo cho nó đều. Cái này mình làm được một lần thôi thì nó sẽ lốt răng nó sẽ đều anh em nhá. Đó. Ok, tiếp tục lùi lại tiếp ạ. Đấy. Đây, lại 4 lốt răng ở bên cạnh này. Đấy. Cái chỗ này nó dày dày một chút thì mình bấm cho nó mạnh mạnh nhau một chút. Đấy. Đặt vào đúng hở 4 cái nhá. Đấy, xong bấm xuống. Làm nào nó cho nó thẳng tối đa. Đó. Cái này thì mình không bấm được sâu hẳn đâu các nhá. Do là cái thế máy của mình đứng là nó cũng hơi sát nữa. Đấy. Ra đây phải nhấc cao cái đầu ben lên một chút thì ấy nó xuống nó sẽ dễ hơn. Đấy. Đấy, cái đất thừa để cho ra đây. Cái này thì lát nữa mình sẽ múc lên xe luôn. Múc lên xe luôn ở cái đoạn này anh em nhé. Đấy, tiếp tục đặt vào. Đấy, ấn xuống. Đoạn này mà múc được sâu xuống thì mình sẽ lấy được luôn cái cốt của nó. Nhưng mà đoạn này hiện tại bây giờ là mình vẫn chưa lấy được sâu này. Đây, xe nó về thì mình sẽ múc luôn ở đây. Đó. Đó, như này là với là vừa. Máy của mình với cũng vừa mà
xe nó đến tầm đó thì mình thả hàng ở đâu cũng được. Đây, thả vào góc này cũng được, thả góc kia cũng được. Đấy, nó dính một ít đất. Đó, tiếp tục xúc tiếp nhá. Ra đằng này thì mình hạ thấp thấp xuống một tí để cái mẹ của mình nó thấp thấp xuống, ra nó mình ủi đất lên là vừa. Và lâu hết rồi. Đó, chú lái xe chú giả mình cái điện thoại. Tiếp tục múc tiếp. Như vậy thì nó sẽ rất là luôn. Đất nó nhiều này, múc rất là nhanh. Đấy, cái chỗ này lúc nãy là mình làm cái đường này, đi lên cái bệ đấy các bác. Nó mới có cái đoạn nó lồi lồi ra như thế này. Còn ngày trước thì nó không lồi đâu. Đấy, đây đây này đi đấy. Tiếp tục bây giờ vào đây nhá, nhưng mà cái chỗ này thì bây giờ nó đang hẹp này, lần này nó đang hẹp này, bây giờ mình sẽ xúc hết cái khoảng này đi đã. Chờ lát này mình xúc hết cái khoảng này đi. Đó, bây giờ mình dọn cái đường nhá. Đấy, đi xuống phía dưới này để dọn cái đường ở phía dưới này đi. Này, cái chỗ này là lúc nãy mình làm cái đường lên xuống ở chỗ này cho nên là đất nó mới ra nhiều, nó mới ra cái ấy lên như này đây. Thả nó lên đây. Đấy, ở dưới nó là đường bê tông thì cái này thì lúc mình chỉ cần dùng ben mình ủi một phát thôi là nó sạch rồi. Đấy, anh em thấy không? Cái chỗ đường bê tông này là cái chỗ cái đỉnh cao nhất của cái đường bê tông đó. Cho nên là mình ở đầu kia mình mới phải hạ xuống như vậy đấy. Đấy, vào phía bên trong này này là cái đường nó thấp xuống, vào phía bên trong này đường thấp xuống. Đấy, chỗ này là cái chỗ đỉnh cao nhất, cho nên là chính vì vậy là mình phải làm sao để nó phù hợp với lại cái thế đường, chứ cái mặt bằng mà mình không thể ăn theo đường bê tông được. Cái đường bê tông là nó không đều nhau. Đấy, cái cỏ của ấy là nó bắt đầu là nó vào đến cái nền cỏ cái vỉa hè rồi đấy, gọi là cái lề đấy. Là nợ xe nó đổ sát vào đây thì mình xúc nó dễ. Đó. Chỗ này nữa đào bớt nó đi một chút này. Đấy, để lên đây. Đó, ok nhá nhá. Đấy, như cái chỗ này thì mình cứ cào sơ sơ ra. Đấy, lát nữa mình sẽ làm xong cái bệ thì mình sẽ sửa hết những cái góc này luôn. Chỗ này chú ấy đi sát vào này, đấy, xe nó lên vừa.
Đây là chú Năng anh em nhé. Chú Năng chú ấy đây, sáng nay chú bị ốm cho nên là chú ấy không làm được, thì chú bảo chú Sơn này chú ấy đi chú ấy làm hộ. Qua cái đằng đít này nó rất là dễ anh em nhá. Nó không bị mắc cái cabin, cái gầu của mình nó có thể dài ra thoải mái. Nhưng mà nếu mà quay mà nó mắc cabin nó rất là khó làm luôn. Đấy. Đấy, nó rất là nhanh gầy luôn. Qua cái phần trong này để cái cốt ở trong này đã nhá. Nói chung là thấy đất này thì nó vẫn dày lắm, nhiều rất là nhiều đất để mình xúc luôn, cho nên không phải ngại. Rất là nhiều ta ly cho anh em. Xe này đầy không là đi nhá. Đó, các chú ấy đấy không đi. Đi. Ok, nó đầy rồi. À, bây giờ là tiếp tục khảo khảo như thế này để nó ăn xúc đi thôi. Nhưng mà nhìn thì có vẻ nó đứng lên như vậy nhá, nhưng mà không phải đâu. Nó có ấy lắm. Không đứng đâu, nó vẫn gọi là tính theo đỉnh góc ta ly, đỉnh cao nhất đến thấp thì nó như vậy đấy. Mình sẽ đi ra đằng ấy mình ngó quay cho anh em xem. Đây, nhìn thì bảo là dốc nhưng không phải ấy, không phải đâu đấy nhá. Độ vát của nó này anh em nhìn này, đó, độ vát của nó thì lúc mình xử lý cái cục kia đi nữa là xong thôi. Và cái chỗ này vào xong là cứ ăn theo đây vào thôi. Đó, thì cái video này của mình nó cũng khá là dài rồi, mình xin kết thúc cái video đây các bác nhé. Thì lát nữa mình sẽ xúc từ đây vào và mình làm đến đâu mình sẽ chia sẻ mọi người về cái công trình của mình. Ok, thân mến, chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người video sau nhé. Thì do là cái công trình này làm nó rất là dài và quy mô rất lớn cho nên là sẽ không làm nhanh trong một hai video được. Ok, thì anh em sẽ gặp lại anh em vào video ngày mai nhá. Ok, chào anh em.